Hi, chào mừng tất cả mọi người đã vào channel của mình. Các bạn khỏe không? Thì hôm nay mình xin được đưa ra cái dự đoán của lịch visa tháng 1 năm 2020. Thì đây là cái số liệu thống kê mà mình đã thu thập được từ các group ở trên Facebook và trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và trước màn hình của chúng ta đây là 4 cái group mà rất là lớn và mình đã tham khảo trên Facebook và một số các thông tin mà mình đã thu thập được từ trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì mình cũng đã đưa ra một cái dự đoán cho lịch visa tháng 1 năm 2020. Và đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Và trên đây là những cái mà thông tin mà mình đã thu thập được từ trên các group. Và mình cũng xin cập nhật và mình gửi đến cho các bạn một cái lịch dự đoán lịch visa tháng 1 năm 2020. Và trước khi mà có lịch visa khoảng 2 đến 3 tuần thì chúng ta sẽ được phát thư phỏng vấn, và nhờ các sự chia sẻ của các bạn ở trên các group mình đã thống kê và mình thêm các số liệu ở trên trang web chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì mình xin đưa ra các dự đoán của lịch visa tháng 1 năm 2020. Thì trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói là trong những tuần vừa qua số lượng mà xin điều chỉnh hồ sơ tăng đột biến, nên là sẽ xin được giữ lại các số lượng visa trong tài khoản năm 2020. Thì đây là một cái lý do ảnh hưởng đến lịch visa trong tháng này. Thì mình cũng xin là đưa ra cái dự đoán đó là diện F1 thì tăng không quá 8 tuần, và diện F2A thì hiện tại vẫn là current, còn diện F2B thì tối đa là 6 tuần, và diện F3 là tăng tối đa là 5 tuần, còn diện F4 là tăng tối đa là 6 tuần. Thì đây là một cái số cái thông tin mà mình muốn đưa ra để dự đoán cái lịch visa cho tháng 1 năm 2020. Thì tiếp sau đây mình cũng xin đưa ra cái dự đoán cho lịch mở hồ sơ cho các diện F vào tháng 1 năm 2020. Thì diện F1 tăng không quá 7 tuần, và diện F2A tăng không quá 5 tuần, diện F2B tăng khoảng 4 tuần, và diện F3 tăng 5 tuần, và diện F4 tăng không quá 6 tuần. Thì đây là một số cái dự đoán của mình đưa ra. Và đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà mình đã dựa vào trang web của Bộ Ngoại giao và các nhóm ở trên group Facebook để mình đưa ra cái dự đoán này, không hề của một cái tổ chức nào. Thì bạn nào thấy có những câu hỏi nào thì có thể comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn hết sức có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!